Đấy, chào các bác của chú anh chị chính thức vào thăm nhà bố Nhạn này, vào thăm vườn với nhà bố thì nhiều lắm, thăm không hết được nhà. Vừa vào cái đã vào giới thiệu bán cái cây chua quả quanh năm để tính sau. Đấy, đồ nghề đấy. Trong nhà trong có nhiều cây không chú? Cái to như thế này. Ôi giời. Mua toàn 8-90 triệu. Đúng rồi, như thế thì đúng rồi, 8-90 triệu là đúng quá. Bây giờ thì nó nay mình không vỡ đâu. Định làm cái đấy à? Ở các cái ngọn. Xong rồi quay cái. Mới lấy được à? Không, cái lâu gì. Chưa này làm. Quay cái. Xem nào, từ đã, từ giới thiệu tại sao lại cắt ở đây cái đó. Tác giả. Đấy. Vào phát là thầy bố là cắt luôn rồi. Cổ này. Và cái mà bố đã cho xem ngay rồi. Quay vời là của tác giả. Tí nữa đây là người thật việc thật đây, chứ không phải là buôn bán gì. Tự mình làm ra đây. Tí nữa quay những cái tác phẩm này các ông ra thì ông thích lắm. Đúng thiệt là nó đẹp. Và cái thiệt là chơi là nhìn thấy cốt là đã biết là thích rồi. Mà còn dưới này à, cái chung nhỉ? Dưới 594 giữ lại đấy, cái cỏ. Đúng rồi. 138. Đẹp. Thả được chút nhiều cây lắm mày ơi. Đấy, con si đằng kia thích kìa. Chút nhiều này sông đá cho tao nhiều cây lắm. Sông đá chưa thu hồi cho tao nhiều cây lắm. Thế cái chỗ này giữ lại được thì chú? Hay là sau này vẫn phải... Ở đây, năm nay làm đường vào đây. À đây à? Ăn mất cái đoạn này à? Ừ, nhà tao thì phải đúng chỗ này rồi. Tiếc nhỉ. Nhưng mà lại mặt đường. Ừ, ui hay quá. Mặt đường to. Thế. Tao còn mảnh này cao tốc bằng kia nữa, mình thả. Thế bảo có cái mảnh nào mà cạnh cao tốc mà không ở đến mà cháu cần người trông coi cho. Đấy cũng cháu đến cho đấy. Cháu đến cháu ở trông giúp. Mảnh đấy khối người giả. Tiền tỷ là chưa bán. Bao nhiêu? Hơn tỷ. Mảnh đất là có nhà cấp 4 chưa? Chưa. Đất bề ngang 4m1, dài 17m. Dài 17m, rộng 4m1. Mặt đường đại lộ à? Mấy cái cổng đằng kia. Cái cao tốc cổng, người gần đàn chú Hùng này. Cũng cổng ấy gì? Cổng à đang, biết. Cổng đang. Ôi ôi, thế để hôm nào mà cháu bảo mấy anh em. Nhưng mà chưa bán. Như là không bán gì? Ờ, không phải không bán mà chưa bán. Thế thì, thế được rồi, thế để cháu còn biết. Làm con thác đổ nhỉ? Hay là thế nào? Không, thì cứ biết thế đã. Thác đổ không được này. Hơi cũng hơi ngắn nhỉ? Cắt lên cái thân này đã. Để lên. Mai dân. Được. Đấy, lại được hai con mini. Cứ thả đấy, bố bỏ quên nó, thời gian nó lại. Cái này thì mai làm. Sáng mai giờ đi chơi với tuyển đã. Vâng. Cái này mai mới cắt. Mai mới cắt. Sáng mai cắt nó ốn lại, viết lại tay hết. Ông anh cả nhà ông anh con trai cả nhà chú là không có nhà, cháu lại gọi cho ngại gọi chú về sợ chú đi chợ. Không, ai sợ đi chợ. Ui giời. Kéo phong cách đúng kéo của cháu, giống thế. Tao chơi lại này. Tao có một hòm kéo nhà. Kéo xịn. Không ngờ cái hòm đồ mua gì. Đây kéo này rồi. Vâng. Nó hay mượn. Rồi. Hay mượn phải để cái kéo vớ vẩn trong thôi mà. Và không người ta bảo là mình khó dễ. Phải kéo zin, kéo zin của mình cơ. Đấy, bây giờ mới chính thức vào từng cái tác phẩm một. Chú bỏ xốp ra cho mình quay ra đây. Vâng. Xốp ra. Xì đây, một lá đẹp thế. Xin này hôm nọ thấy mang đi cháu chỉ được lướt qua xem cái thôi. Có tí đã không đấy. Không sao. Gắn vào. Xin này cho lá lên đẹp thế chú nhỉ. À. Như mâm xôi. Xin này.
Hộp sáo gắn lại được. Cất không nó lại rơi mất, nó bé. Bên nước sân đình này, tiểu cảnh. Tiểu cảnh kìa. Mà sau quay đẹp. Này. Đấy. Một nhành si mà bây giờ thành một cái cổ thụ nằm được cổng làng ấy rồi. Đậm chất Bắc Bộ đấy. Nhà Bắc Bộ đấy. Nhà Bắc Bộ. Quay quay từ trong giữa vườn quay ra. Cái nước đây. Sân đình. Cây này thì cây xanh nhưng mà và cây xanh nhưng mà thay cho cây đa đây. Đấy. Đẹp. Nghệ thuật. Hài hòa, nó hài hòa giữa. Nó rất nhỏ thôi, chỉ tầm là 40. Đấy. Thì nó là cái tổng thể của cây. Cây và cảnh. Đó. Không gian thu nhỏ, thiên nhiên thu nhỏ. Cái phần này, con này mà chú hôm bảo là bảo là nhiều tiền đây đúng không? Có là bình thường. Hôm hai con bán rồi mới nhiều tiền. À thế à? Cái đây một tuần mới về đây chả bán 2 cây. Quá chiêu. Người ta về tận đây mua à? Ừ, đây mua. Bán về tận mơ thôi. Mơ là chỗ nào? Mơ là chú định rồi. À, chỗ đấy cho biết. Cây này là bao tiền chú? Cây nào? Cứ nói đi rồi. Cây 12 triệu. Anh em thích 12 triệu. Lá nó sướng nhỉ? Ừ. Đấy. Đây chuột. Đang rất đẹp. Sạch sẽ. Cái chuột cao khoảng 40 8 cũng làng cổng làng đây. Đấy, bối rối quá, quay từng cây một. Chính là con xanh này hay này, đồ mini này rất hay, rất trực, rất khỏe. Đâu đâu? Có cái cây ba gai kia hay đấy nhỉ? Đâu? Đấy. Đây á. Cây ba gai. Đây á. Đây là cái sao? Cho xem nào. Sao? Đúng rồi, linh sao đấy, gọi bắt chia ba gai đi. Bởi vui là cái ba gai. Mình rất khoái những cái con trực nó lùn lùn này, bệ chia ra lùn lùn tịt đoạn này, một đoạn này. Đó. Xanh trực như con như này thì mấy tiền chú? Lùn lùn tí tí này, này. Không bán sao được? Không bán à? Bán bán nhưng mà nhìn cốt hay đấy. Đây bán được một tiền. Cây nào bán thì cháu hỏi thì cứ báo giá nhá, cho anh em người ta biết. Cây ra báo giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu. À. 2,5 triệu. Rất nhiều xì cổ. Xì lâu năm. Bây giờ xong rồi chuyển nhau quay mấy thằng này. Quay hết chú ạ, yên tâm. Quay kỹ kỹ. Không chèo thuyền đi kinh. Đâu, đâu. Quay xong đi. Tí nữa à? Tao sửa trong mà quay luôn. Làm luôn. Tôi không à. Tôi không là chèo thuyền à. Đấy là đi lấy kinh đi đúng không? Kinh. Đấy, còn một dãy đấy nữa. Tôi cũng không lấy kinh. Đấy, con Tử Vi hôm nọ đây vẫn thích đây rồi. Vẫn còn đây rồi. À. Quay lắng nó không muốn sửa. Vâng. Sửa xong nó lắng nó cháy. Táp hết. Mùa này hại thật. Cháu chạy hết cây, cho vào bóng cây không có chết.
được tí nước vào thì cũng chết toi. Đấy, xi này hay chứ gì chú nhỉ? Xi này bao tiền chú? Cái này là cái kia bác đi đâu? À đây, cái xi này gì? Mai mới sửa quấn lại tay. Bao tiền chú? Cái giá đông là tầm 3 triệu. Có bảo thằng Vời với thằng Hùng là 5 triệu. Nó lên đây mà mua. Ông Hùng thì lên đây mà lấy cái này hay quá. Đẹp quá. Tao quay cả cái này. Giá mà đừng có tiền chú. Đừng có tiền. Sau ra ông bảo mua ông tiền, nhìn nó thích này. Đây, cái hồng mai đẹp không? Hồng mai đẹp. Nghiên cứu cái cây si này. Anh em nào thích đến mua lấy cái cây này ngoài cái chợ là phí. Nhà bán. Nặng ghê nhỉ? Nặng chết đấy. Đấy. Đẹp. Lùn này này. Đấy, rất thích. Để cái điện thoại. Đúng rồi. Thế chơi bị sướng. Giờ to đất đâu mà để. Người không có chỗ mà ở cơ mà. Đẹp. Hay đấy. Ta lại bị thích rồi. Quay cả cái phôi này. Cái phôi này đẹp đấy. Vâng. Đùa. Tí cho qua. Ông Ngọc Mai này. Ông Ngọc Mai kiếm đâu được cái nhà rông này. Nhìn rất khỏe khoắn, đang hoa này. Đấy. Cây này là 4 triệu. 4 triệu. Đáng đồng tiền bắt gạo. Chậu đẹp rồi. Nói chung là đẹp. Này không về thì đẹp như chú. Chứ mưa mấy trận lá to thì mưa mùa này lá nó phá nhanh. Mưa mà năm liền. Điều điệu nha. Năm vẫn thờ. Cái này năm liền. Đấy, con ý đổ á chưa đó. Năm liền là bao tiền chú? À. Đấy, con 5 năm này 7 triệu. Cái con là kia. Con ý là phải 5 triệu. Đây con này 7 triệu ông nào đến mà lấy. Giá hữu nghị. Hữu nghị. Đây cho cái tay vào cho biết là to bằng nào. Không lại. Các bác cứ hỏi nhiều. Đó. Đề. Bồ đề. Đằng kia có cái xi đây. Đó. Đấy, ngoài cái chợ thấy hay lắm. Mấy hôm nữa ra chợ thấy mấy cây này thì lại càng vui quá. Đây là sau cái dòng mùng mai đây. Đó. Xi. Kiểu phần mini. Kiếm được những cái hòn đá này hay chú nhỉ? Đá lá không. Đá. Úi giời, chó. Chó đấy. Úi, ơi. May quá là ngắn. Đấy. Không để ý cái là. Một lớp. Hợp đấy. Tao có lăm 2000 xăng phần giang cái xếp cũng còn đây này. Mẹ vào thăm vườn nó trong một gấp chậu lau cả. Sợ nhỉ. Cửa vườn nó lại ăn to 2 mét không? Mình toàn bị giật mình mà. Ờ thế là chó làm gấp ăn không? Thế mình lại vào chủ sơi ý. Đấy. Nó bị phát. Để bé bé màu. Điền này. Điền. Ôi ôi con thằn lằn. Cứ tưởng con dạng. Con làm thì nó mát. Đấy gì đây. Rắn hối miền Nam ăn con này này. Thấy chưa? Làm đây làm tiểu cảnh chưa? Điền. Điền. Điền đẹp. Nào đến mà bê cả A. Quá hợp lý. Cái này mình chưa muốn bán cái đè chứ. Nó đang làm dễ. Dễ xuống, đang xuống rồi. Xuống hết rồi đây. Dễ xuống. Dễ xuống rồi. Đẹp á.
từ từ để cháu hết hết cái khu vực bên này. Ờ, làm con này cây bán phải đúng điểm đúng thời điểm cơ, đúng rồi, nó mới đẹp. À, mưa cái đó là có phải đây đúng, có những cây chỉ chơi được răm cứ lá lên là lại rút. Đây này cái ông mun này này, cái này ông mun đen này. Lá bé thế mà giờ thì cũng vừa phát lá to này cứ như là đổ phân đổ lân như nhỉ. Ừ. Này là bao tiền chú? Đây mun này 4 triệu. Đấy. Cả hang nước thế này sống khỏe nhỉ, dòng này khỏe nhỉ, bao hết rồi mấy năm nay rồi khỏe đây rồi. Gỗ rừng mà lại khỏe thế. Nên đưa mát cho mình cắt lá tháo thép. Làm hết rồi. Mun là nó còn gọi là muội hồng hay đâu chứ nhỉ? Gọi là mun đen này. Vâng. Có mấy ông này cứ gọi là muội hồng. Không. À, vâng. Ừ, có thằng gọi là muội hồng. Đúng rồi. Cứ gọi muội hồng nó tưởng nhiều khi cứ hỏi nó hỏi cây muội hồng chả biết là cây gì. Hóa là cây mun đen. Cái này làm lại cây tán thì hay lắm đấy. Cây tán đủ rồi, giờ có vuốt lá xong mình vẽ lại. Vâng. Ôm cái hòn đá lâu năm lắm rồi. Khỏe nhỉ. Dòng khỏe thật. Cái này chắc tổng thể là cũng nhẹ thôi đúng không? 40 cân, 30 cân. Chả đến được. Xe máy chở tốt nhỉ. Dây, xe đạp chở nó mà hạn. Nếu mà khô này khoảng 15 cân. Vâng. Nhưng nước này nó phải 25 cân. Nó thấm mà. Giống con đà của cháu ở nhà thế. Nó thấm mà. Con đà cháu ngồi xuống hỗn. Cái này. Cái da. Này cũng làm biển lai rồi. Biển. Sơ mua cũng nhiều tiền, sơ mua 30 triệu. Vâng. Bán đêm. Đấy, biển này. Cây cối giờ khổ chết đấy. Một thời huy hoàng như thế. Huy hoàng. Con này hay đấy, chính con trực trực này hay đấy chứ. Cái này á? Vâng. Mưa là to. Đấy. À đây. Cụ rùa đây. Cụ rùa một búi rồi. Một màng này. Bệt tên lẹt đấy. Này chia làm hai tập, một tập bên nửa bên này, một tập bên nửa bên kia. Cái này đang làm ba cây như ba cây tùng. À, hai ba lấy ba cây đây. Đấy, để cho nó to là mày làm ba cây tùng ba góc. Cái đầu này. Hai hoặc là làm con hạc dẫm lên lưng rùa cũng được. Đấy, hai thế. Thực ra nó to là thì mình bẻ nó thì bẻ. À, bẻ. Được đấy. Cái này nhanh, thả nhanh đấy. Đây sang Ngọc Châu đây. Nó đấy. Cái xanh trực cao khoảng 1 mét. Đúng, đường kẻ nhìn cái như là cây cổ thụ trong rừng. Rồi để sang tập bên này.